Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 25 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 hết sức phức tạp, khó lường và khó dự báo, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan trong hệ thống chính trị, các bộ ngành, các cấp, nhân dân và doanh nghiệp giữ vững bản lĩnh kiên trì, kiên định, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác và không hoang mang lo sợ, mất bình tĩnh trong phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm các mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, biện pháp, phương pháp đã được Đảng, Nhà nước đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các bộ ngành lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý 1 năm 2022. Tiêm mũi thứ 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, hoàn thành trong tháng 2 năm 2022. Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine. Tổ chức tiêm vaccine an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Y tế chủ trì phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ ngành, các địa phương có liên quan tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân năm 2022 an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả và thần tốc hơn nữa. Thúc đẩy khẩn trương thực hiện hợp đồng mua vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và một số nội dung quan trọng khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành liên quan nắm chắc tình hình, cập nhật bổ sung hoàn thiện và thực hiện nhất quán các quy trình phương án, hướng dẫn trong tổ chức dạy và học, chủ động phòng chống dịch COVID-19 một cách cụ thể, rõ ràng, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát để mở cửa trường học, mở cửa du lịch, bảo đảm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả và phù hợp với tình hình. Bản tin thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi đang quản lý điều trị tích lũy methadone cho trên 40 đối tượng nghiện ma túy ở 17 trên 17 xã thị trấn trên địa bàn. Trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân cho thấy methadone, người nghiện dùng một lần một ngày sẽ duy trì trạng thái ổn định cả ngày, không tăng liều, giảm tỷ lệ dùng chung bơm kim tiêm, lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu khác. Nhờ phương pháp điều trị cai nghiện bằng methadone đã giúp cho người nghiện ma túy cải thiện sức khỏe, ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt với cộng đồng xã hội. Nhiều bệnh nhân đã có việc làm và thu nhập ổn định. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để người nghiện ma túy đến uống thuốc đều đặn, vận động người nghiện đến đăng ký điều trị. Đến nay, huyện Đà Bắc đã gieo cấy được gần 1.400 ha, đạt khoảng 80% diện tích. Ngô trồng được hơn 2.400 ha bằng 60% diện tích, rau các loại trồng được 100 ha bằng 51% diện tích. Các địa phương trên địa bàn huyện đang tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để mạ sinh trưởng phát triển tốt, không cấy khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C. Để đảm bảo phòng chống rét cho cây trồng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đà Bắc khuyến cáo người dân với diện tích lúa đã cấy cần duy trì mực nước trong ruộng từ 3 đến 5 cm để giữ ấm cho cây, tuyệt đối không bón thúc phân đạm trong những ngày nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, chủ động che phủ ni lông để phòng tránh rét cho mạ, tu bổ nạo vét kênh mương, tích nước tại các hồ đập đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cho diện tích lúa đã cấy. Tập trung chăm sóc ngay sau cấy vào những ngày thời tiết ấm như bón thúc phân, làm cỏ sục bùn để cây lúa sớm hồi xanh, đẻ nhánh. Với diện tích rau màu đã trồng, tưới đủ nước hàng ngày, không để ruộng quá khô. Đối với nhóm cây ăn quả, cần có các biện pháp làm vòm ni lông cho vườn cây giống, đặc biệt là nơi có cường độ gió mạnh, xuất hiện rét đậm, rét hại và sương muối. Thưa quý vị và các bạn, khi tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, tỉnh Hòa Bình đã xây dựng và triển khai kế hoạch đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch, đảm bảo an toàn thích ứng với trạng thái bình thường mới. Những ngày sau Tết Nguyên đán, lượng khách du lịch tới Hòa Bình tăng, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Triển khai kế hoạch đón và phục vụ khách du lịch tham quan gắn với quy trình kiểm soát phòng chống dịch an toàn, tích cực đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, tập huấn đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên hướng tới sự chuyên nghiệp trong phục vụ và đáp ứng nhu cầu của khách tham quan. Đồng thời, nghiên cứu và xây dựng các chương trình, hoạt động giáo dục kỹ năng sống dành cho học sinh, sẵn sàng mở cửa đón khách sau khi dịch ổn định hơn. Đó là những nhiệm vụ trọng tâm đang được Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong triển khai nhằm phục hồi hoạt động du lịch sau một thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chúng tôi cũng đã xây dựng các cái kịch bản. Nếu như mà trường hợp khách
hoặc là cán bộ nhân viên F0 hay là F1 thì sẽ xử lý như thế nào và đưa ra các cái quy trình xử lý để có thể đảm bảo được khi phát hiện các cái ca dương tính trong công viên. Hiện nay thì chúng tôi đang tích cực triển khai để chuẩn bị cho dịp hè tới đây một cái chương trình mà chúng tôi cũng đang đặt tên dự kiến là chương trình Vào Hạ. Với chương trình đó thì chúng tôi sẽ dự kiến là sẽ là một cái sự kiện có lẽ là cũng chưa từng có tiền lệ, đó là một cái suối hoa. Trong đó thì sẽ trang trí hoa và theo những cái chủ đề liên quan đến lịch sử văn hóa để có thể đưa đến những cái nét mới cho du khách. Với mục tiêu phấn đấu mức doanh thu từ du lịch đạt 2.400 tỷ đồng trong năm 2022, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đã triển khai kế hoạch phát triển du lịch tỉnh năm 2022 với những mục tiêu giải pháp lộ trình phục hồi cho từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung thị trường chính là khách nội địa, Hòa Bình tổ chức các hoạt động đón và phục vụ khách du lịch tại các tỉnh, thành phố trong cả nước gắn với quy trình kiểm soát phòng chống dịch an toàn. Các sở ngành địa phương, các cơ sở, công ty, doanh nghiệp phát triển du lịch đã và đang triển khai các điều kiện đón khách. Đối với điểm du lịch lòng hồ Hòa Bình, để đáp ứng nhu cầu du xuân, du lịch trải nghiệm và du lịch tâm linh, nhất là trong dịp đầu năm mới, công tác kiểm soát dịch COVID-19 được các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Nhiều doanh nghiệp đã và đang triển khai việc giảm giá các dịch vụ, hỗ trợ khách đã đặt tour, chú trọng khai thác các thị trường mới nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng, đồng thời gắn liền với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thời gian này chúng tôi là có thời gian để mà củng cố lại đội ngũ nhân viên cũng như là rà soát lại tất cả các trang thiết bị để nâng cấp dịch vụ và tìm thêm những nguồn khách mới. Trước mắt là chúng tôi sẽ phát triển du lịch nội địa là chính, tất nhiên là có những cái gói kích cầu, có những cái đợt giảm giá, nhất là những điểm vắng khách để sao để tạo cái động lực cho người đi du lịch. Còn đứng về tương lai thì rõ ràng là chúng ta vẫn phải hướng về cái nguồn khách du lịch nước ngoài. Đấy, chúng ta phải củng cố cơ sở vật chất cũng như là nâng cấp toàn bộ những trang thiết bị, trình độ của nhân viên lên để sao cái điểm du lịch Mai Châu này nó sẽ thu hút được nhiều khách du lịch hơn nữa. Để việc phục hồi du lịch đạt hiệu quả, tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện theo từng giai đoạn, lộ trình theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh, có chương trình kế hoạch cụ thể phù hợp với đơn vị mình, tập trung hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư khi triển khai dự án du lịch tại tỉnh. Để khôi phục hoàn toàn hoạt động du lịch trong năm 2022 và những năm tiếp theo thì trong năm nay thì ngành văn hóa thể thao du lịch tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường xây dựng cơ sở vật chất tại các khu điểm du lịch, đặc biệt là tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương để xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là các tuyến đường, các khu bến cảng, bến thuyền trên khu du lịch Hồ Hòa Bình và các khu du lịch khác để tăng cường cái kết nối tuyến điểm, chỉ đạo các doanh nghiệp tại địa phương xây dựng những cái gói kích cầu, tăng thêm các sản phẩm nhưng giá thành dịch vụ giảm nhưng chất lượng thì vẫn giữ nguyên. Cùng với các giải pháp trên, tỉnh Hòa Bình và các cơ sở du lịch sẽ tăng cường các chương trình xúc tiến đầu tư du lịch để thu hút nhà doanh nghiệp đến đầu tư phát triển du lịch, tập trung tuyên truyền quảng bá cho du lịch Hòa Bình qua các phương tiện thông tin đại chúng để giới thiệu cho du khách trong nước và quốc tế, để du lịch Hòa Bình là điểm đến nhiều hứa hẹn và đưa du lịch nhanh chóng phục hồi. Thưa quý vị và các bạn, được lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu phù hợp với nơi cư trú và thuận lợi cho việc quản lý sức khỏe, thông tuyến khám chữa bệnh tại các tuyến huyện, xã, tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, bỏ qua rào cản về thủ tục hành chính. Đó là những chuyển biến tích cực trong công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nói chung và cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Vấn đề này được ghi nhận qua phóng sự sau. Bản thân có bệnh mãn tính cao huyết áp và thường xuyên đau viêm xương khớp nên bà Bùi Thị Thậu ở xóm xã Thạch Yên, huyện Cao Phong hàng tháng đều xuống trạm y tế xã để lấy thuốc. Là người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn nên bà và người dân trong xã đều được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước về cấp thẻ bảo hiểm y tế 100%. Nhờ có chính sách này mà bà Thậu được tiếp cận các dịch vụ y tế từ tuyến cơ sở đến tuyến trên một cách thuận lợi, đặc biệt là giảm được chi phí khám và điều trị khi có bệnh. Tôi là có cái bệnh xương khớp này. Nếu mà trời thế nào thì bà cứ lên đem thẻ lên trạm xã y tế thì ở trên này có phát thuốc cho bà để bà cũng đỡ. Nếu mà nó trời lại thì bà lại mang hàng tháng lại lên lấy tiếp. Nhưng mà ở trên này nó khám thì phục vụ nhân viên y tế thì khám cũng đầy đủ cho các mọi người dân ạ.
cảm ơn Đảng và Nhà nước quan tâm đến đời sống của nhân dân. Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng, được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Theo quy định thì đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, được Nhà nước đóng 100% kinh phí bảo hiểm y tế và không phải cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngoài ra, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến huyện trên phạm vi toàn quốc và được hưởng chi phí vận chuyển từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh, từ tuyến tỉnh đến tuyến trung ương trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật do quá khả năng điều trị. Chính sách này góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số. Cái bảo hiểm y tế này thì là nó được hưởng rất là tốt cho những gia đình, những gặp hoàn cảnh khó khăn ấy, là được miễn hỗ trợ 100%. Là nếu ví dụ như gia đình mình có đi bệnh viện ấy, thì là nhà nước vẫn có thể hỗ trợ một ngày đâu là 40.000. Thì là được những cái ưu tiên như thế thì rất chi là một điều tốt cho cái xóm và cho cả xã hội. Nhờ những chính sách mới về bảo hiểm y tế được ban hành theo hướng ngày càng phục vụ tốt hơn cho người tham gia bảo hiểm y tế, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế được lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu phù hợp với nơi cư trú và thuận lợi cho việc quản lý sức khỏe. Thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các tuyến huyện, xã, quy định này tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm y tế lựa chọn nơi khám chữa bệnh phù hợp với tình trạng bệnh tật mà vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đầy đủ trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội cũng đã đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia bảo hiểm y tế. Là một xã vùng 3 năm thì được quan tâm rất nhiều cái chính sách dân tộc, trong đó có chính sách bảo hiểm y tế. Đây là chính sách rất quan trọng để tạo điều kiện cho bà con nhân dân có thẻ bảo hiểm y tế, được tiếp cận các dịch vụ y tế, thứ nhất là tại xã rồi các tuyến y tế. Nói đây là cái chính sách đi vào lòng dân và hợp tình hợp lý với người dân. Thì trong thời gian tới cũng mong muốn là tiếp tục thực hiện cái chính sách này đối với bà con. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội và ngành y tế sẽ tăng cường phối hợp để thực hiện công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân, rà soát đảm bảo không bỏ sót đối tượng thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, nhất là đối tượng người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, triển khai tốt chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số vùng khó khăn nói riêng và cho người dân nói chung, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, giúp giảm gánh nặng chi phí y tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên dương lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19:45 tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm về đêm, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Khu vực phía Nam tỉnh mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm về đêm, nhiệt độ từ 10 đến 21 độ. Khu vực phía Tây tỉnh mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét đậm về đêm, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ.